Thưa quý vị Phật tử, con người ta ví dụ như mình đi chỗ nào, mình ra ngoài chợ, cái mình thấy người ăn mày đi ăn xin, mình không có nhìn, kệ người ta đi ăn xin gì ăn xin nè. Nhưng mà hoa hậu nha, hoa hậu đi ra ngoài chợ cái khác. Bữa trước thầy khoảng chừng hơn chục năm trước, thầy thấy Lê Minh á, ở là diễn viên điện ảnh của bên Hồng Kông đi qua. Lê Minh là nằm trong bốn người đẹp trai nhất của làng diễn viên điện ảnh bên đó, gọi là tứ đại thiên vương. Lê Minh, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu với ai ai đó, đại loại như vậy. Thì được bốn người qua Việt Nam một cái á, quý vị thấy là người ta đeo theo, người ta xin chữ ký và người ta nhìn như mỏi mắt luôn, vẫn còn nhìn. Nhưng mà trong lúc đó thầy đứng kế bên chẳng ai nhìn thầy cả. Tại sao? Mình phải hỏi tại sao chứ, đúng không? Như vậy thì một cái vị tổng thống ở nước ngoài đi qua thăm Việt Nam đi, đi tới đâu á, người ta dẹt đường tới đó, và cả hai bên hàng đường người ta đứng nhìn theo cái vị đó. Như vậy thì mình phải hỏi tại sao? Đó là cái phước của họ. Như vậy thì có phước thì tại sao người ta nhìn, mà mình không có phước người khác lại không nhìn? Như vậy thì cái phước nó có một cái sự ảnh hưởng, có nghĩa là nó gây một cái lực hút. Cái phước nó có khả năng hút người khác. Bây giờ mình không tin nha. Bây giờ ví dụ như ở một cái nơi nào đó có một cái bàn tiếp khách, cái hai người mình đưa cho hai người vào, một người đây là tiền bạc tỷ, ăn mặc sang trọng đi xe hơi, và một người ăn mặc lèn xèn và tướng tá cũng không ra gì, đi vào, đố quý vị cho người ta tiếp với người nào trước, và tiếp người nào nồng hậu hơn người nào. Mình biết được phải không? Như vậy thì cái mình nói rằng cái người này trọng phú mà khinh bần, mình chê người ta, nhưng đừng có vội chê quý vị. Đó là do cái người giàu á, họ có cái tướng sang nên họ có một cái hấp lực để lôi cuốn người khác. Đó là cái phước nó đem lại điều đó đó, nó làm cho cảm hóa người khác luôn. Mình có phước nói ra ai cũng nghe chứ, tai mang cái cặp kè kè nói bậy nói bạ, ta nghe ào ào. Chân gian có câu đó phải không? Cái cặp kè kè tức là ta nói cái cặp tiền á, mà ai có tiền, phải người có phước mới có tiền, không không có phước sao có tiền, không có phước làm sao giàu, không có phước á thì làm sao mà mình đẹp, không có phước á thì làm sao mình được an ổn. Vậy thì những cái sự bình an, những sự an ổn, những sự giàu sang, danh vọng, quyền lực được mọi người người ta tôn trọng, đó là chữ phước. Nhờ cái phước đó người ta mới có cái đó, được người khác bái lại, người khác tung hô, cũng không phải nhờ phước, cái đó khác à. Cái đó là nhờ công đức tu tập, hai này khác nhau. Bây giờ ví dụ như một người mà bố thí nhiều biết bao nhiêu, người ta không lại người đó, nhưng mà cái người người ta tu nhiều, ta nhẫn nhục, ta từ bi, ta thương yêu mọi loài chúng sanh, nói năng ra là hoa là gấm, người ta ý nghĩ lành thiện, thì cái người này mình nhìn vào mình cảm thấy kính phục người đó. Tướng bên ngoài đoan trang và oai nghi, đi một cách tôn nghiêm. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca đang ngồi trên chánh điện, ngài ngồi cách đường bệ, mình nhìn quỳ mình lại liền. Dầu là chưa bao giờ mình thấy là ở bên cạnh ngài có tiền hay là có vàng gì cả, nhưng mà mình vẫn lại cái đạo đức thâm sâu bên trong. Vì cái đó thì chính là cái công đức. Còn cái mà để cho chúng ta an ổn, để chúng ta có quyền lực, để chúng ta có nhà cửa, để chúng ta có sắc đẹp, để chúng ta có cái tướng mà người ta gọi là sang đó, thì cái đó chính là cái phước. Như vậy thì làm thế nào để có phước? Và xin nói với quý vị Phật tử, người không có phước không có làm gì được, chân thậm chí đi tu cũng không được nữa. Tại sao? Không có phước á thì tối ngày mất đi kiếm tiền, tối ngày bị người ta coi thường, người ta mắng, người ta chửi, phải đi làm công, làm thuê cho người ta. Không có phước thì họ bận rộn tối ngày. Nên cái người đó là người có phước, mình mới đi đạo tràng, mình tu được.
có phước mình mới có tiền, có phước mình mới đầy đủ, mình không thiếu cái căn nào trên người hết, tức như mình không có bị tàn tật. Như vậy thì mình làm cách nào để mình có phước? Thì Đức Phật dạy, nếu muốn có phước báo thì hãy bố thí cúng dường mới có, chứ không phải ngồi một chỗ mà có phước báo. Nên trong nhà Phật có bốn cái câu kệ: chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác và mình làm các điều lành. Thì cái bỏ các điều ác này là mình ngưng lại không làm ác nữa, nhưng mà chưa có phước. Mà mình phải làm các điều lành mới có phước. Hai cái ý này khác nhau. Có những người người ta ngưng, người ta không làm ác nữa, nhưng người ta không làm lành. Giống như một cái mảnh đất, mình có những cái cây gai gốc, cái mình chặt hết gai gốc thì nó trở thành một cái đồi đất trống, không làm gì được cả. Nhưng mà mình trồng cam, trồng quýt, trồng bưởi vô thì mình sẽ có hưởng được cái trái cam, trái quýt, trái bưởi. Vậy thì từ cái mảnh đất tâm của mình ngày xưa tới nay, đầy đủ những hận thù, đầy đủ những ân oán, đầy đủ những hơn thua, đầy đủ những tranh cạnh của tham, của sân, của tật đố ở trong tâm mình, giờ mình bỏ cái đó. Mình bỏ đó thì mình chưa có tiền, bỏ đó mình chưa có vàng, chưa có đất đâu, mà mình phải trồng. Tức là mình bỏ những thói hư tật xấu là mình dừng lại tại đó, nhưng mà mình phải tác động vào trong cuộc đời, mình giúp những người khác thì cái đó mới sanh ra cái phước. Còn bỏ cái kia là nó có cái công đức ở trong tâm. Bỏ hết tham thì trở thành tâm thánh đấy, bỏ hết sân trở thành tâm thánh. Hai này phân biệt rạch trời khác nhau. Nên cái đầu tiên chúng ta định nghĩa như thế nào gọi là cúng dường, như thế nào gọi là bố thí. Hai cái cũng hoàn toàn khác nhau, tuy hai cái là từ của cải vật chất của mình đem đưa ra cho những người khác, nhưng với hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Mà nó khác nhau thì cái phước nó đem đến cũng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ bây giờ chúng ta định nghĩa trước là cúng dường là gì. Cúng dường là mình đọc cái từ nguyên gốc của nó là chữ cung dưỡng. Cung cấp, dưỡng tất nhiên là nuôi không. Như vậy là mình cung dưỡng, gọi là cúng dường. Vậy thì mình cúng dường tức là mình cung dưỡng cho các cái vị tu hành với lòng tôn kính, gọi là cúng dường đúng nghĩa. Và đôi khi chúng ta cúng dường cũng không đúng nghĩa nữa, có nghĩa là cúng dường với không có tâm không tôn kính gì cả, nhưng mà vẫn cúng dường. Thì cái nghĩa cúng dường nó là cung dưỡng. Có những người mà người ta cúng dường vì cái danh, cúng dường cho nhiều để cho người ta khen, chứ không phải là cái tâm tôn kính người đó mà mình giúp họ. Ngày xưa vào trước thời Đức Phật Thích Ca, có cái vị đó là ông là một cái trưởng giả ở trong làng, và có một vị độc giác Phật đi ngang khất thực ở nhà ông. Thì ông giàu, nhưng mà vị độc giác Phật đi ngang nếu khất thực ông không cho thì người ta nói ông giàu mà ông trùm sò quá. Như vậy thì mất cái tiếng tâm của mình đi. Nên ông ra ông xớt bát cho vị độc giác Phật. Nhưng mà khi xớt bát xong rồi á, ông quay về vào, ông mới cằn nhằn. Ông la mấy ông thầy là tối ngày ăn rỡ không à, mình làm gần chết mà đi xin ăn kiểu này. Thôi những cái đồ ăn này nè, tôi cho chó ăn với cho gia đình tôi ăn còn hay hơn nữa. Ông có cái tâm niệm đó. Như vậy thì ông cúng dường đâu phải là ông tâm thành kính đâu, phải không? Ông cúng dường với sợ người ta nói mình trùm sò thôi, sợ người ta chê bai. Như vậy thì cái quả báo đến với ông á, 500 kiếp ông đầu thai lên cõi trời, 500 kiếp đầu thai xuống dưới đất, là xuống dưới cõi ta bà mình. Như vậy thì đầu thai trên cõi trời mình không biết làm sao, tại cõi trời sướng lắm, không biết làm sao thì chắc ăn là ông sẽ sướng trên cõi trời. Nhưng mà khi xuống thế gian nè, ông giàu có nhất trong vùng, nhờ phước báo cúng dường cho một vị độc giác Phật, ông giàu có nhất trong vùng, tài sản ông đầy hết quý vị. Nhưng mà mỗi khi mời quý vị đi đến nhà của ông ta,
ông ta ngủ cái mùng á, giá giá có chừng 500 lỗ vậy đó, không dám mua mùng mới, trùm lắm. Anh ông ta mặc cái áo mà rách từ trên rách nát dài xuống dưới luôn, cái quần không ra quần, áo không ra áo, đôi dép mang nó mỏng lép, lấy cạo râu còn đứt nữa đó. Như vậy á, rồi cái bữa ăn của ông ta đó, ăn toàn là ăn chay không à, mà ông phải ăn chay để tu. Ăn chay ông sợ tốn tiền thịt heo nên ông mới ăn chay. Trùm mà, nên ông bẻ rau vô, ông chấm muối ông ăn gì đó. Ông sống đời sống rất là khổ, nhưng mà ông giàu có, tiền bạc đầy kho đụng hết. Và khi ông mất đi, ông không có người con nào nói giỏi hết, và ta sung tiền bạc vào công quỹ hết. Thì mới hỏi Đức Phật, Đức Phật mới nói là vì cái nhân duyên trước á, ông cúng dường cho vị độc giác Phật nên ông hưởng được cuộc sống giàu sang. Nhưng mà do cái tâm của ông á, cúng dường không phải tâm cung kính, mà cái tâm của ông chê bai vị đó. Cái tâm của ông á, là nói lên những lời nặng nề đối với vị kia, bị cái khẩu nghiệp, nên ông sống trong cảnh giàu sang mà ông còn thua người nghèo khổ nữa. Đúng không? Quý vị coi bây giờ thấy mấy ông nghèo nghèo chứ ăn sang lắm ấy, mặc sang lắm đó, chưa thấy hả? Con của ông kia toàn là thiếu nợ không, nhà rách te tu hết trơn á, mà mang dép đốc tờ 1,5 triệu thôi, không có gì tin không? Như vậy thì nghèo mà sang, còn ông ta giàu mà khó. Thấy không? Là sự hưởng thụ, cái phước hưởng thụ là do cái lúc cái tâm niệm mình bố thí. Vậy thì cái cúng dường có nghĩa là cung dưỡng, cung dưỡng với cái tâm của mình mà kính trọng thì phước báo nó tròn đầy lắm. Còn cái tâm mình không kính trọng thì cái phước báo nó đi theo, và nó kèm theo cái nghiệp ác nó đi theo. Vậy thì gọi là cúng dường. Vậy thì nghĩa cúng dường tức như là cung dưỡng cho Tam Bảo. Ví dụ như Phật còn tại thế thì cúng cơm, cúng thức ăn cho Phật. Rồi Tăng còn tại thế thì cũng cung dưỡng nuôi các vị tu hành. Tăng là gồm có Tăng và Ni. Ví dụ như ngày xưa người ta đi xớt bát thì mình đi ra mình xớt bát, nhưng mà ngày nay thì mình làm sao? Mình đem tới chùa, mình cúng gạo, cúng thóc, cúng tứ sự, ăn uống mặc nghỉ là bốn thứ gọi là cúng tứ sự. Như vậy thì ngày hôm nay quý thầy quý cô ở chùa, mình có thể đem tiền lại cúng, có thể đem gạo, đại loại những cái gì để quy ra bốn cái đó, ăn uống mặc nghỉ là gọi là tứ sự. Mình làm gì mà cúng cho thầy cô được bốn cái đó thì mình gọi là cúng dường, tức là mình cung dưỡng cho, nuôi thân mạng để sống và tu hành với tâm tôn kính thì phước báo không thể nghĩ bàn đâu. Có nghĩa là nó vô lượng vô biên, nó không tính được đâu. Có nghĩa là bố thí với tâm tỳ hỷ đó, cúng dường với tâm tỳ hỷ. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta định nghĩa cái bố thí. Bố thí tức như là mình cho người khác, mà cho người khác cũng kèm theo cái tâm. Nếu cho người khác với cái tâm tôn trọng thì cái phước báo nó cao. Còn cho người khác với tâm khi dễ, cho mình dục trên mặt người ta này mình cho, như vậy thì cái phước báo nó có, nhưng mà kèm theo cái quả báo nó y như vậy, cặp bên. Như vậy thì mình nói là bố thí là đem của cải vật chất sức của mình ra để cho người khác, làm lợi cho người khác. Vậy thì bố thí cúng dường về mặt bản chất nó giống nhau, nhưng mà về cái tâm lúc mà mình cho đó nó khác nhau. Cúng dường với tâm cung kính mộp mộp lại lại nữa. Ví dụ như cúng dường cho quý thầy còn phải lại bao nhiêu lại mới quý thầy mới nhận. Còn chúng ta đi ra cái ông ăn mày có bao giờ chúng ta lại để cho không? Không phải không? Mà cho nhầm khi còn chề môi nữa chứ không? Như vậy thì cái tâm khác nhau thì nó sẽ là cúng dường hoặc là bố thí. Nhưng mà cúng dường và bố thí có nghĩa là mình biết chia sẻ cái của mình để cho người khác, làm lợi ích cho người khác. Đó là chúng ta định nghĩa. Phần tiếp theo là chúng ta nói về mục đích của cúng dường và bố thí. Vậy chúng ta mục đích để làm cái gì? Ví dụ như chúng ta sống thì chúng ta tu thôi, cần gì cúng dường để bố thí? Tại vì chúng ta tu đi vào thiền định, vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì chúng ta đắc được quả. Tại vì trong tứ thánh quả không nói tới chữ bố thí, mà nói về kiết sử và triền cái, nghĩa là tham sân trạo cử rồi ngã mạn nghi. Năm cái đó gọi là năm cái kiết sử. Mà cái người chứng được năm kiết sử này thì bước vào dòng thánh nhân. Không nói tới chữ bố thí nào ở đây cả, không có nói tới bố thí, mà nói tới cái tâm tu không à.
Như vậy thì chúng ta tu thôi. Nên có những người á, người ta chấp, người ta tu là người ta tu huệ thôi. Có nghĩa là tu phát huy cái trí huệ mình. Mà có trí huệ là hết vô minh, mà hết vô minh là đắc đạo. Như vậy thì không cần phải làm gì cả, không cần phải bố thí, không cần làm lợi ích gì cho ai cả, tu cũng đắc như thường. Có thiệt đó quý vị, có người tu vậy đó mà cũng đắc luôn nữa. Nhưng mà đắc đi sinh không ai cho miếng gì hết trơn á, rồi mắc sinh lại những người khác. Mấy thầy đi chung á, sớt cho, đi sinh không ai cho hết. Tại mình không có gieo gì hết về mặt vật chất. Bây giờ kiếp này không có miếng vật chất nào trong 10 người của mình cả. Nên nó đi sinh tao không cho, nên rất là khó tu, phải không? Nên nó gọi là tu cũng đắc, chứ không phải là không đắc. Nhưng mà đắc để viên mãn thì không bao giờ viên mãn được. Tại viên mãn là nó gồm có cả bố thí, có nghĩa là phước và huệ à, mới gọi là viên mãn được. Nó có hai cái. Như vậy á, thì khi á, mà mình bố thí cúng dường để làm cái gì? Như vậy thì cái thứ nhất á, mình nói là mình bố thí. Bố thí là mình biết san sẻ cho những người khác. Vậy thì cái đầu tiên con người ta bố thí để làm gì quý vị? Mình xem mấy cái người mà mới đi tu vô bố thí là mình biết liền à. Bố thí cho ai? Cái đầu chắp tay. Con bố thí cái này con cầu cho là chồng của con bỏ nhậu, con của con hết chơi game online, hết quậy, cháu con nó biết ngoan ngoãn, cho con là sức khỏe được đủ đầy, vạn sự kiết tường như ý, cho 5,000. Vậy thì cái cho của mình là làm gì? Để dụ lợi, phải không? Có nghĩa là vì phước. Bố thí vì phước có nghĩa là mình bố thí để đem đến cho bình an cho mình, đem đến giàu sang, đem đến tiền của cho mình. Xuất phát đầu tiên tâm điểm sự bố thí là nằm ở chỗ này. Chứ nếu bố thí không có phước, không ai bố thí cả. Không có ai bố thí miếng nào cả. Nếu nó đưa tiền của, đưa tài sản, đưa ra mà không có gặt hái được cái gì, không ai làm chuyện đó cả quý vị. Vì cái mục đích ban đầu của con người ta là cho để được lợi. Như vậy thì cái người làm việc xã hội bên ngoài, họ cho người khác thì họ cũng có lợi cái gì đó. Ví dụ như họ có thành tích, báo cáo lên trên để được lên chức chẳng hạn. Còn mình ở trong đạo, mình cho người khác để mình được cái phước. Nhưng mà khi mà mình hiểu đạo rồi thì nó không nằm đơn giản như vậy nữa. Đức Phật dạy là tại vì con người ta mình khổ. Trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy con mình, người ta mình khổ là do mình tham ái mà sanh ra đó. Mình ham muốn, mình ham muốn thì mình muốn cố thủ, mình giữ những cái vật chất xung quanh mình để nó vun trồng cho cái bản ngã mình. Như vậy thì bây giờ mình tu, mình muốn thoát khỏi những cái điều đó. Tất nhiên là mình tu, mình muốn giải thoát giác ngộ là đầu tiên mình phải biết chia sẻ cho người khác. Cái người nào mà tu mà không biết chia sẻ cho người khác cái gì, cái người này không bao giờ đắc được cái gì cả. Tại sao? Tại vì đắc đạo á, là một người hết cái bản ngã là gọi là giải thoát. Nhưng mà mình không biết chia sẻ cho người khác thì cái bản ngã mình nó vẫn còn. Cái bản ngã là gì? Là tâm chấp thủ á, gọi là tánh ích kỷ, gọi là bản ngã. Ích kỷ tất nhiên là vì mình thôi, chứ không có vì ai khác hết á. Mà vì mình thì lại là mình đã khổ vì cái gì mình đó. Tại sao? Tại vì chúng ta muốn gì mình thì chúng ta phải đi ra ngoài, chúng ta kiếm cái gì đó để nuôi cái mình. Mình là bản ngã, còn cái nuôi mình nó gọi là sở ngã, gọi là những vật sở hữu. Ví dụ như nhà, cửa, ruộng, đất, xe, cộ, chồng con, những cái đó để phục vụ cho chính cái mình này nè. Mà chính kiếm những cái đó, đó là mình sẽ đau khổ trong những cái đó. Có cái gì đau khổ cái đó, Đức Phật dạy thọ là khổ. Nên ngày xưa nay Đức Phật đã tìm ra nguyên nhân của đau khổ là do chúng ta nắm lấy, giữ lấy cái đó đó. Nên không còn giữ lấy là không còn đau khổ. Nên ở trong thế gian có hai loại hạnh phúc. Cái hạnh phúc thứ nhất là không có, mà mình có được là mình hạnh phúc. Ví dụ như người không có tiền, chiều nghe trúng số một cái được 1 tỷ mấy, vé 10,000, sướng quá, có người xỉu chết luôn. Vui quá, bệnh tim mà vui quá cũng chết, buồn quá cũng chết. Thấy không? Như vậy á, thì chúng ta mới thấy rằng á, là cái hạnh phúc mà khi chúng ta không có mà nó có bất ngờ vui lắm quý vị. Ví dụ như á, là chúng ta thích chiếc xe Attila, tự nhiên cái người nào bà con nước ngoài về mua tặng cho mình cái vui lắm. Chiều chiều chạy qua chạy lại trước chùa cho người ta thấy để khoe, vui lắm.
Tại sao không vui? Tại vì chúng ta không có. Bây giờ chúng ta thích cái nhẫn hột tròn 12 ly đi, tự nhiên ra đường thấy ai lọt cái nhẫn hột tròn 12 ly, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, sọt cho tay liền. Thấy không? Vui lắm. Của từ trên trời rơi xuống mà. Như vậy thì cái hạnh phúc của sự nắm giữ, nhưng mà mình có giữ hoài được không? Cái mạng mình sống có 100 năm mà, giữ tối đa được 100 năm, chết rồi nó lột lại, nó đeo cho người khác. Thấy không? Như vậy thì mình giữ tối đa được 100 năm, còn chưa nói tới mình túng tiền mình phải bán, chưa nói tới mình bị mất, hoặc là chưa nói tới mình phải cho người khác. Vậy thì cái mà nó ở với mình dài nhất là khi chúng ta đi vô hòm. Nó ở với mình dài nhất, của cải của mình nó ở dài nhất có tới đó thôi à, nó không tới nữa. Nhiêu đó là dài nhất rồi đó. Như vậy thì tới lúc đó người ta lột lại cái của mình thì mình sanh tâm gì? Sân đó quý vị. Có cái vị tỳ kheo thì được cái người chị á cúng cho một cái sắp giải. Khi cúng cho cái sắp giải đó rồi á thì tối đó vị này hết mạng số, chị qua đời và thành cái con rận á ở trong cái sắp vải. Chư Tăng mới đem cái sắp vải đó đi quân phân cho người khác, thì Đức Phật cản lại. Đức Phật là đừng, tại vì con rận nó còn nằm trong đó, nếu mà quân phân cho người khác con rận sẽ nổi sân. Mà nổi sân là tái sanh vào đâu quý vị biết không? Bà Thanh Đề đưa cơm vô một cái cháy lửa phừng phừng lên, lòng sân á, vị nổi sân bị đọa vào địa ngục. Như vậy thì quý vị về á, ai nói gì nói chọt gì chọt đó, nổi sân cho nhiều đi rồi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Trong kinh nói á, nên cái người nào nổi sân á là cái nhân của địa ngục á. Khi mà chúng ta có của cải, cho có của cải, chúng ta quyến liếng kiểu đó đó, khi chết đi rồi chúng ta tái sanh để chúng ta giữ lại những cái đó mà chúng ta không có buông bỏ ra được. À, nên đó người ta tu á, ta tu theo cái hạnh, ta xả bỏ ra từ từ, tu theo hạnh người ta xả bỏ ra bớt để không giữ lại những cái đó nữa. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mình á, mới thấy rằng cái bố thí là mình biết san sẻ cho người khác để cái bản ngã của mình á nó thấp xuống đi một chút, tất nhiên là cái tánh ích kỷ của mình nó không còn. Mà cái tánh ích kỷ của mình không còn thì mới có hạnh phúc. Vậy cái hạnh phúc đầu tiên là hạnh phúc của sự nắm giữ, mình có rồi mình vui. Nhưng mà cuối cùng mình mất, mất rồi thành con rận, có vui không? Có vui không? Như vậy thì còn đau khổ hơn nữa. Như vậy thì cái hạnh phúc nắm giữ nó không bền, không chắc. Như vậy thì cái này Đức Phật không có khuyên có hạnh phúc nắm giữ này. Có nghĩa là đừng có ham cái gì cả. Ham cái gì thì khổ với cái đó. Hồi nãy không có thì khổ, nhưng mà có rồi chết thành rận khổ hơn không? Như vậy thì cái có ở trên thế gian, có rồi nó cũng sẽ mất mà thôi. Nên đừng có ham cái nó để làm cái gì. Như vậy á, thì chúng ta hạnh phúc của sự nắm giữ thấy không xong rồi. Nhưng mà còn có loại hạnh phúc thứ hai nữa. Bây giờ chúng ta có cái nhà, thì chúng ta đi đạo tràng này cái chúng ta lo lắng tới cái nhà của mình. Có con heo không biết ai cho nó ăn, nó chiều nay bỏ đói, nó không biết đủ cám cho nó ăn không. Tâm chúng ta bận tâm về nó. Cái thân của chúng ta bị nhốt lại thì chúng ta cảm giác bực bội, nhưng mà cái tâm của chúng ta bị nhốt còn bực bội nhiều hơn. Tại cái tâm nó dẫn đầu các pháp quý vị. Ví dụ như người ta đánh mình chưa chắc mình khóc, nhưng mà người ta nói một tiếng nặng mình khóc có tin không? Như vậy thì người ta nói, người ta tác động vào trong tâm của mình khóc. Vì vậy tâm lý nó hơn là cái vật lý ở bên ngoài, cái sinh lý ở bên ngoài. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy từ cái góc độ ở trong tâm của mình. Như vậy thì hồi nãy có cái nhà, mình lo lắng với nó, mình khổ với nó phải không? Có cái xe, hồi nào giờ không có xe không sao. Bây giờ mua cái xe về đắp mền, chùm mền nó nửa đêm đi ra lao 2 tiếng hồ. Quý vị thấy ông đó chưa? Thầy thấy rồi đó. Ta ngủ á, thức gì đi lao xe, lao kỳ kỳ cọ cọ 2 tiếng hồ đó để ngủ sướng biết nhiêu không? Làm phí cái sức khỏe của mình vì cái chiếc xe đó. Có nghĩa là vì của cải vật chất mà làm cho mình phải đau khổ. Như vậy thì có một loại hạnh phúc thứ hai nữa là hạnh phúc buông nó ra đi, bỏ nó ra đi. Gọi là hạnh phúc của sự xả bỏ.
Mỗi khi chúng ta bỏ ra hết rồi, thấy tâm hồn mình nó khỏe lắm quý vị. Muốn đi đâu đi và muốn làm gì làm mà không cần phải vướng bận con heo, không cần phải vướng bận cái nhà, không cần phải vướng bận cái xe nữa. Như vậy thì chúng ta xả bỏ nó ra. Mà xả bỏ nó ra rồi khỏi bận tâm. Mà khỏi bận tâm không có gì ràng buộc, không có gì ràng buộc, đó là giải thoát á. Mà giải thoát đó giải thoát thật sự luôn á, có nghĩa là giải thoát muôn đời luôn. Chết rồi với cái tâm không không đó, về cõi Niết Bàn, về cõi Tây Phương Cực Lạc, với cái tâm không còn vướng bận gì một chút về cái thế gian nữa. Vướng bận thế gian quay lại thế gian, không vướng bận thế gian là thánh đó. Cái người mà không có bận lòng gì với thế gian hết á là thánh đấy. Nên cái hạnh phúc của sự xả bỏ là hạnh phúc nó miên viễn, nó còn hoài. Vậy thì xả bỏ đầu tiên chúng ta tập cái hạnh xả bỏ bằng cách bố thí, có nghĩa là ôm đóng để xả từ từ, đúng không? Đúng không? Bố thí. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta bố thí trước, là hạnh xả bỏ, là cho người khác. Vậy cho người khác là được cái đầu tiên chúng ta được hạnh phúc. Quý vị không tin nè, quý vị đi từ thiện lần đi về, đêm đó mình cảm thấy vui vui. Thấy người ta biết bao nhiêu người ta cần tới mình đi rồi về mình cảm thấy vui. Như vậy là hạnh phúc đầu tiên, có hạnh phúc sự xả bỏ nhỏ nhất đó, là chúng ta được vui vui. Nhưng mà cái đó con người ta có của thân và có của tâm. Trong thân của chúng ta giữ gì? Giữ tiền bạc, giữ cái mạng này. Chúng ta là giữ nhà cửa, giữ ruộng đất. Chúng ta xả bỏ từ từ là xả bỏ trong thân. Còn trong tâm của chúng ta giữ cái gì? Giữ cái tham, giữ cái sân hận, giữ cái buồn phiền của người khác, nhằm người này giận người kia giận cả đời. Vì chúng ta giữ cái giận đó vô tâm, đúng không? Chúng ta chứa cái đó ở trong tâm. Chúng ta ghét người khác, ghét cả đời. Chúng ta vui, chúng ta chứa cái vui. Buồn, chúng ta chứa cái buồn ở trong tâm. Hồi nãy chúng ta có ở thân, ta xả bỏ bằng cách bố thí rồi. Còn ở trong tâm của chúng ta chất chứa thì chúng ta làm sao đây? Ví dụ như chúng ta cầm cái sâu chuỗi nhỏ xíu lên thôi, cầm đây không sao, nhưng tiếng hồ sao bắt đầu nó tụt, nó nặng xuống, tiếng đồ sao nặng xuống. Quý vị cầm từ sáng tới chiều cái sâu chuỗi thôi làm cho tay mình nó liệt luôn. Như vậy mà dám cầm cái cơn giận ở trong lòng 30 năm nay giận cái ông kia, như vậy thì cái tâm mình nó liệt luôn, đúng không? Cầm vật chất thì cái thân vật chất liệt, cầm trong tâm thì cái ở trong tâm liệt. Mà cái trong tâm liệt thì nó đâu có còn nhớ gì nữa đâu, nhớ cái giận không à, nhớ cái ghét ông đó không à, đâu nhớ gì nữa đâu. Nên người ta trở nên quên trước quên sau, do căng thẳng thần kinh. Như vậy thì bây giờ mình xả ở ngoài xong, bây giờ mình xả ngược lại trong tâm. Xả trong tâm gọi là thiền đó. Ta ngồi thiền ta xả ý, xả bỏ, xả bỏ, thù hận bỏ. Tu là sửa đổi hạp phù, lỗi xưa chừa bỏ, cù thù thứ tha. Tu nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân. Học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Thấy không? Đó là tu xả bỏ, xả thân. Xả thân là mình bố thí cho tâm của mình rỗng rang. Xả thân là bố thí cho thân của mình rỗng rang, mà không có gì ràng buộc nữa. Người ta gọi là giải thoát đó. Giải thoát đâu lên mây giải thoát chảnh đâu. Giải thoát ở dưới này nè, ở tại trong đời sống này nè, bằng cách bố thí đầu tiên trước đó. Có những người người ta không biết đó quý vị, người ta đi theo cái ông thầy vừa rồi ở Bến Tre, đi theo cái ông thầy đó ở bên nước ngoài, đi về dạy học một bữa, dạy thiền, dạy thiền nhân điện á, để tu cái đắc quả luôn trong kiếp này à. Ông nói đời tới rồi, màn này cái màn gì đó thầy không biết nữa, màn the màn nhung gì tới rồi. Bây giờ á, là năm nay thôi là nước lửa chiến tranh tàn khốc xảy ra, không có ai trị bệnh bằng thuốc được hết, chỉ có nhân điện của ổng thôi. Học ngày đóng 1 triệu, rồi lên tới học ngày đóng 1,5 triệu, mà học liên tục vậy quý vị. Đóng gì dữ vậy, nói toàn là nhân nghĩa không à. Như vậy thì vậy mà ham chứ. Vậy thì người ta thích giải thoát trong kiếp này phải đổi bằng tiền như vậy đó. Không có đâu, không có vụ đó đâu. Nhà Phật không có vụ đó đâu. Mình xả từ của thân, xả từ trong tâm mới nó mới có giải thoát. Chứ không phải đi học cái nhân điện, nhân đốm gì được giải thoát đâu. Học nhân điện đóng 1,5 triệu, kêu con đi dây tiền đóng. Đứa con đó nhà mình nghèo quá má, con thấy học này chắc cũng không có kết quả đâu má. Học tới lớp 20 rồi, có nghĩa là ngày học
gọi là một lớp, một ngày có lớp à, một tuần học một lần, ngàn lớp lớp mà cổ dám học tới lớp 20. Ban đầu á thì đóng rẻ nhân đạo, đóng 600, qua mấy ngày sau đóng lên 1 triệu, bây giờ đóng 1,5 triệu nè ngày. Hỏi học ở đâu, vô học cả 100 người nè, vô có bắt tivi lên, cái ông nào ở bên Tây á, ông ngồi ông dạy, hỏi dạy gì, ông giảng đạo. Ông giảng đạo mà giảng sao, đời tới rồi, bây giờ ngồi đi truyền điển, hãy tưởng tượng là ông phóng một lần điển vô, vô trong mình của mình, cứ tưởng tượng vậy đó, mấy tiếng hồ xong về đóng 1,5 triệu. Trời ơi sao mà cái này vô minh gì mà vô dữ, em biết mà. Phật đâu có dạy gì nhân quả hết, gieo nhân an lạc mới được quả an lạc, chứ đâu vụ đóng 1,5 triệu mà người ta truyền điển đây đâu. Ông hơn Phật không, mà Phật còn truyền không được nữa. Đức Phật nói là các con hãy tự đứng lên mà đi, lấy giáo pháp và giới lực của chúng ta, cô ta làm thầy. Trước khi Đức Phật nhập Đức Bàn nói như vậy, chứ có bao giờ Đức Phật nói là ngồi đi truyền điển vô đâu. Như vậy mà tin theo đóng 1,5 triệu quý vị. Tại vì là chúng ta không biết sự giải thoát nằm đâu, nó chính nằm ngay trong cái cuộc đời của mình. Đầu tiên là mình bố thí cho người khác, xả bỏ bớt từ từ, xả bỏ bên ngoài rồi tới xả bỏ trong tâm, không còn bị ràng buộc một cái gì hết, thì lúc đó là giải thoát. Bây giờ ví dụ như chúng ta còn cái ràng buộc cái gì đó ở trong tâm thì không được giải thoát. Ví dụ như người ta chê, trời ơi sao cấp này làm sao mà thấy tàn nhang không, như tự nhiên buồn, ôm nỗi buồn tâm mày. Ta nói cái mình nhận cái nỗi buồn vô tâm mà giữ trong tâm đó, vì nhận nỗi buồn trong tâm tối ngày lo với cái buồn đó không thì sao giải thoát nổi, không bị cái buồn nó quấn rồi sao giải thoát được. Vậy thì ai chê sao cấp này tàn nhang quá, già rồi thì tàn nhang chứ sao, bình thường thôi, có gì đâu giận. Già mà không tàn nhang á, cái đó mới là cái trái cuộc đời đó. Còn nhà già mà ta chê nhăn mặt, chê tàn nhang, chê bạc đầu gì không sao cả, tại vì nó thật vậy mà, đúng không? Đạo Phật là đạo của sự thật mà. Già rồi phải xấu chứ sao, vậy ai có chê mình xấu quá, thôi già xấu chứ sao, mai mốt cô già cô xấu y chang, tôi nhầm khi xấu hơn. Nên cũng cười à. Như vậy á thì là chúng ta không có bị cái buồn nó giữ ở trong tâm, như vậy chúng ta được giải thoát cái nỗi buồn. Mà thoát cái nỗi buồn thoát nhiều thứ lắm mà nha, thoát cái buồn rồi. Bây giờ người ta chọc giận mình không giận, không nhận gì vô hết, như vậy thoát được cái giận. Thoát được cái giận mà nhà Phật gọi là sân đấy, thoát được sân là gần thành thánh rồi đó. Mỗi lần ta chọc thì giận, bây giờ chọc không thèm giận. Con Phật mà giận ai, đúng không? Chỉ tha thứ khoan dung thôi, đó gọi là giải thoát thực sự của thân và tâm đó. Vậy thì trước khi chết cười cái chết nè, mà cái người trước khi chết cười cái chết là chỉ có thánh nhân thôi, chứ thường là người ta chết ta buồn, người ta khổ, người ta sợ lắm. Mình không sợ gì cả. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương, khổ trong 6 nẻo 3 đường, xích ra hồn thấy chán trường ai ơi. Ái hà ngàn thước nước sâu, muôn ngàn cạm bẫy thảm sầu ai ơi. Muốn ra khỏi kiếp luân hồi, mau mau cấp niệm Nam Mô A Di Đà. Thấy không? Đâu có gì phải buồn phải khổ đâu. Vậy đầu tiên chúng ta phải xả ra, cho chúng ta phải bố thí cho người khác. Như vậy á, thì cái mục đích của sự bố thí là làm cái gì? Để chúng ta xả bỏ bớt từ góc độ của thân của chúng ta, để chúng ta xả bỏ bớt. Cái thứ hai nữa, ta bố thí là muốn giúp cho người khác. Mà muốn giúp cho người khác thì mình tăng trưởng được cái gì? Ai biết? Chúng ta muốn giúp người khác thì chúng ta trước hết phải có thương người chúng ta mới cho, phải không? Mặt ghét quá ai cho, phải không? Thương thương tội nghiệp mới cho. Vì cái xuất phát điểm đầu tiên là mình thương thương người ta mới cho. Vậy là mình tăng trưởng được cái lòng gì trong nhà Phật? Lòng từ bi trong nhà Phật được tăng trưởng. Mà lòng từ bi là ông thánh mới có, phàm phu có lòng từ bi đâu có. Nên mình tu, nhầm khi tu cái 100 năm không được miếng từ bi nào hết trơn á. Vậy cái từ bi với lòng thương nó khác nhau, nhưng mà khởi điểm của từ bi là xuất phát từ lòng thương mà ra. Bây giờ như thế này nha, ví dụ như mình có một cái người bạn đạo đi chơi chung, mình rất là thân với người bạn đạo đó, thì cái người khác lại nói chuyện với người bạn đạo đó, cái người khác người ta lại người ta kết bạn với người bạn đạo đó, tự nhiên mình thấy bực lên, không muốn có riêng mình à, thường gọi là sở hữu, nó gần gũi nhất là người yêu với chồng, có ai muốn chia sẻ cho người khác không? Không phải không? Vậy thì cái tâm thương đó
không phải từ bi, mà tâm đó là tâm liếng ái của chúng sanh, ái nhiễm. Bây giờ mình có một cái người bạn, mà cái người bạn đó được người khác thương yêu, và người bạn đó được kết bạn với người nhiều người khác, mà trong lòng mình vui, đó là lòng từ bi đấy. Lòng từ bi thương bằng tấm lòng từ bi, chứ không phải ích kỷ. Ví dụ như ni sư ở chùa này, mình lại quy y ni sư, đệ tử ruột nha, sáng chiều ai có gì cũng đem vô cho ni sư hết, cái bánh bao trái chuối gì cũng đem cho ni sư hết. Nhưng mà một ngày nào đó mình lại chùa thấy cô kia xách bọc lại đưa ni sư, ni sư cũng khen tặng công đức tán thán, tự nhiên lòng bực. Bực gì cũng biết bực, không muốn, muốn ni sư có của mình là ni sư của tôi à, chứ không phải ni sư của ai hết. Như vậy không có lòng từ bi, mình không có lòng từ bi. Như vậy là tâm ích kỷ của chúng sanh nó chen vào trong rồi, không phải lòng từ bi, mà chính cái đó làm cho chúng sanh đau khổ á. Nên mình thấy mình cúng dường cho ni sư, người khác cúng dường ni sư nữa, mừng quá vỗ tay. Tại sao mừng? Tại vì ni sư có đủ phước báo, có đủ công đức, thầy của mình có công đức, có phước báo, người ta mới đem lại cúng dường. Chứ mà thấy ghét ai lại cúng dường, đúng không? Ta thương, rồi ta nể, người ta kính trọng, ta mới cúng dường. Như vậy thầy mình cách này tu khá rồi nè, ta mới quy động được nhiều người, ta về người ta bái lại, rồi người ta học đạo. Như vậy là thầy của mình càng ngày càng tăng trưởng đạo đức, tăng trưởng phước báo lên, vậy mừng. Như vậy đó là lòng từ bi đó. Hồi nãy không phải cái ghen ghét, cái giận hờn đó không phải, cái tranh đó không phải. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy cái mà mình xuất ra, mình cho người người khác đó, mà cái mà quý vị biết á, là cái câu chuyện ăn khế trả vàng không? Ăn khế trả vàng á, kêu mai cái túi ba gan à, thì con chim á, nó bay được, con quạ nó bay được, ông này ông mai túi chín gan, bay giữa chừng, bay hết nổi. Như vậy mình cũng vậy đó, đừng chứa nhiều, chứa một cái lo một, mà chứa mười cái lo mười. Mà quý vị thấy ai có chơi máy tính biết á, mở lần mười chương trình lên đứng máy không nhúc nhích được, phải không? Như vậy thì trong cái đầu mình á, chứa nào tham, chứa nào giận, nào hờn, nào buồn, nào vui, chứa rồi rồi đứng cái máy luôn. Mà đứng máy rồi cái lên nóc nhà hát mình chảnh, gọi là đứng máy á, quá tải chịu không được, gọi là stress, căng thẳng. Rồi của cải cũng vậy đó, mình thấy đừng tưởng giàu sướng đâu. Giàu có 20 cái cơ sở, tối ngày chạy tới cơ sở này, chạy tới cơ sở kia cũng đủ là bị ràng buộc ở trong đó. Như chú hồi nãy ước gì tu ngày tu không được đó, bị ràng buộc của vật chất, nó ràng buộc. Giàu mà đâu có sướng đâu. Nên cái sướng này không phải là chỗ giàu, chỗ nghèo, mà cái sướng này do tự mình giác ngộ mà ra. Mình thấy tất cả những cái đó nó không giúp cho con người của mình tồn tại mãi, mà mình rồi cuối cùng cũng trở về cát bụi phù du mà thôi. Nên cái đó có không quan trọng, mà quan trọng nhất là mình có tu hay không. Vì tu ban đầu là gì? Mình sửa từ cái tâm mà mình chấp thủ, cái tâm mà mình giận hờn người ta nè, mình bỏ nó ra, sửa nó ra. Từ những cái xung quanh bên mình nhỏ nhất nè, mình bỏ nó ra bớt, bỏ nó ra bớt. Như vậy thì hồi nãy nói là con quạ nó chở được cái túi ba gan, bây giờ mình ra tới đó không lấy miếng nào hết, cho con quạ nó nhẹ, mình đi khắp thế giới đi vui chơi à, thấy không? Vậy là không cần chở vàng hết, mà con quạ nó bay khắp thế giới, nó không có mỏi cái cánh của nó. Vậy gọi là giải thoát rồi đó. Hồi nãy túm vàng đi làm gì, về ăn cướp giết chết, phải không? Mới vừa rồi báo đăng á, cướp vô giết cái cô kia, chỉ còn chỉ vàng, không có đeo chỉ vàng đâu có mất mạng, phải không? Nên ở quê mà xa xa vắng vắng có vàng chôn dưới đất mà ngó xung quanh đừng ai thấy nha, chôn nha, có ai thấy chôn cũng lấy mất luôn. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là có gì nó ràng buộc cái đó, nên mình bố thí là mình biết chia sẻ cho người khác. Cái ý khác nữa, ngoài cái ý là mình bố thí, mình biết chia sẻ người khác để tăng lòng từ bi, bố thí để có phước báo, để dễ dàng tu hành, mình còn có một cái nữa là bố thí để mình biết quan tâm hơn đối với những người khác. Mà quan tâm đối với người khác làm gì? Hồi xưa nay mình quan tâm mà không có bố thí, mà bây giờ mình quan tâm mà mình có bố thí, hai cái này khác nhau. Ví dụ như thế này, hồi xưa mình quan tâm với người khác để mình nói xấu người ta, để mình moi ra, móc ra, nói xấu xóm trên, nói xấu xóm dưới. Nên kiếp này súng răng quá chừng luôn, mới 30 tuổi là gãy 6 cái răng, tại vì nói dốc quá dữ đi, đâm thọc đầu này, đâm thọc đầu kia, quả báo dữ quá.
Nên bây giờ mình biết cái như vậy rồi, mình quan tâm người ta mà chỉ biết nói xấu người ta chứ không phải quan tâm để làm gì cả. Nên thường á, con người của mình á, cái tâm lý á, muốn hơn người khác. Hơn người khác á, thì là phải làm sao quý vị? Hơn người khác là mình phải học giỏi hơn, mình phải tu giỏi hơn. Dù như ni sư khen người này tu giỏi, mình hứ cái, mình dở hơn mình vẫn hứ. Nhưng mà ra để đi, cái mai mốt thấy tìm cái cô này lỗi lầm gì đó, nói trước công chúng này nè, biêu lỗi ra. Chứ ơi, tưởng gì, bữa đó tôi qua nhà thấy ăn dụng, ni sư khen giỏi, khen gì. Mình nói xấu người ta, để chi? Để mất cái uy tín người đó. Để làm gì? Để nâng mình lên chứ làm gì? Thay vì mình phải tu giỏi hơn người ta, mình mới hơn, phải không? Vậy cách dễ nhất là làm gì? Hạ người ta xuống, tự nhiên mình cao hơn à. Đúng không? Ta đang cao 6 thước, mình cao 5 thước. Bây giờ mình gắng cố gắng mình nhón lên cho được 6 thước mấy, mình hơn người ta đi. Cách đó khó quá, làm nổi. Mình vẫn là 5 thước, mà mình chặt người ta xuống 2 thước, người ta còn có 4 thước à. Mình 5 thước cao hơn thước. Như vậy là mình phải uy tín hơn người ta, bằng cách nói xấu người ta là dễ dàng nhất. Như vậy thì chúng sanh chúng ta có cái bệnh là làm cho mình cao hơn người khác bằng cách hạ người khác xuống, chứ không phải bằng cách phấn đấu. Nếu mà cạnh tranh công bằng là phấn đấu, nhưng mình không làm chuyện đó. Nên con người ta đi ra ngoài quan sát, quan tâm với những người khác, không phải để giúp đỡ họ, không phải để chia sẻ, mà quan tâm là để nói xấu họ, hại uy tín cho họ. Quan tâm là mình để làm thiệt hại những người khác. Đó là quan tâm với tâm ích kỷ. Còn một vị Bồ Tát cũng quan tâm đối với người khác. Quan tâm nhưng quan tâm giúp đỡ họ. Thấy áo người này rách, mình đi mua áo mới cho họ. Trong nhà mình thấy là ông chồng có đôi dép rách, mình cho họ. Đạo tràng thấy người nào nghèo, mình vận động người khác giúp đỡ họ. Thấy người nào mà cái nhà dột quá, mình vận động lên lợp nhà cho họ. Lúc này mình quan tâm mà quan tâm giúp người khác. Còn hồi xưa mình quan tâm là quan tâm để hạ người đó xuống, để được mình lên, để tăng cái lòng ích kỷ của mình. Hai cái này hoàn toàn khác nhau hết. Một cái là bố thí, còn một cái là cái này mình lấy cây mình thí vô người ta, chứ không phải là bố thí nữa. Thấy không? Như vậy thì cái bố thí của Bồ Tát là bố thí của xả bỏ. Bố thí của xả bỏ. Mà xả bỏ rồi mình nhẹ. Mình nhẹ nhàng thì mình lên trên không à. Còn nặng nề thì nó trầm xuống ở phía dưới. Vì cái bố thí là cái cho người khác, để cho trong của chúng ta nhẹ từ ở ngoài thân cho đến nhẹ trong tâm. Thì cái nhẹ trong thân và nhẹ trong tâm này người ta gọi là giải thoát. Vậy thì muốn giải thoát không bố thí không thể giải thoát được. Phải xuất phát từ bố thí. Khẳng định một điều, nếu một người nào không biết bố thí thì người này không bao giờ giải thoát được. Tại vì bị ràng buộc, có những cái sở ngã của mình. Nên xuất phát điểm từ bố thí. Nên người nào tu mà không biết bố thí á, thì là cái người này tu không bao giờ đắc được gì hết. Như vậy thì trong nhà Phật dạy có mấy cách để mà bố thí. Vậy thì bố thí không phải là chỉ cho tiền ta không đâu, mình đừng lầm vậy. Có những người than là con không có tiền, con nghèo quá, lấy gì cũng bố thí này. Nhưng mà không hiểu nhà Phật đâu. Nhà Phật, Đức Phật dạy không phải vậy. Đức Phật dạy có ba cái bố thí. Một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô ý thí. Ba cái bố thí là tài thí có hai cái, là nội tài thí và ngoại tài thí. Nội tài thí là công sức của mình, là những bộ phận trong cơ thể gì mình có được trong thân, gọi là nội tài. Ví dụ như mình đi hiến máu nhân đạo, hoặc là cô bác gì mình là bị một cái con mắt mù, mình hiến cái giác mạc, lấy cái của mình để cho người khác. Cái đó gọi là nội tài thí. Có nghĩa là lấy sức lực, hoặc là lấy cái trong thân mình để cho người khác, nội tài thí. Còn ngoại tài thí là vàng bạc của cải tiền ở trong người mình đem ra cho người khác. Như vậy là ngoại tài thí. Còn cái thứ hai nữa là pháp thí. Pháp thí á, cái người ta nói là con đâu biết nói pháp đâu, nói khi nói bậy người ta chửi chết nè thầy. Là pháp thí không phải là đi nói pháp, mà pháp thí có nghĩa là đem giáo pháp của nhà Phật đến cho chúng sanh. Thấy cái đĩa này hay quá, đi sang cho, hoặc cho người ta mượn, đây là pháp thí. Thấy cuốn sách này hay quá, cho người ta mượn, hoặc đi mua để tặng, đó là pháp thí. Mình không có để cho mượn, không có để mua để tặng,
thì mình thấy người khác, mình mượn người này mình cho người khác, hoặc mình thấy người đó khá giả, mình vận động họ ra tiền ra của ra này, mình làm công mình đem đi đến cho người khác thì chia phước với nhau. Như vậy thì cái đó cũng gọi là pháp thí. Pháp thí tất nhiên là đem giáo pháp của nhà Phật đến cho chúng sanh bằng mọi cách, bằng sách, bằng băng, bằng đĩa, tất cả các cái để làm cho chúng sanh giác ngộ mà nỗ lực tu hành. Đó là pháp thí. Quý thầy, nhằm khi quý thầy giảng ở đây, ngồi đây thì giảng được có một bài giảng 60 phút thôi, nhưng mà ra cái đĩa quý vị in ngàn đĩa, gấp ngàn lần quý thầy. Quý thầy ngồi 60 phút mà cái đĩa này 60 phút, quý vị nhân lên ngàn là ra bằng ngàn lần thầy, bằng thầy đi ngàn buổi, phước bằng đi ngàn buổi. Thấy không? Như vậy thì không phải là pháp thí là chỉ giảng pháp mà có nhiều cách. Nên ấn tống băng đĩa, mà trong kinh nói ấn tống pháp á, bố thí pháp, phước báo dữ dội nhất, lớn nhất, không có nào qua hết. Đời này sang đời khác, đời này sang đời khác hưởng được. Quý vị á, là bây giờ mình học câu kinh không thuộc, người ta chê, đi đâu ai cũng chê mình ngu hết. Bảo đảm đi đem kinh sách của nhà Phật cho đi, cuối đời tự nhiên khôn ra, kiếp sau sanh ra, mới người ta chưa mở miệng biết ta nói gì. Thông minh tới cỡ đó đó, nhờ mình thâm nhập kinh tạng bằng pháp thí. Nên mấy người mà thần đồng mà thông minh á, ai nói gì cũng biết, ai nói gì cũng hiểu, chứ học toàn là học hạng nhất không. Người này kiếp trước á, là hộ trì Tam Bảo đó, ấn tống kinh sách hộ trì cho giảng sư tất cả cái để đem Phật Pháp đến cho chúng sanh. Mà cái người nào mà giấu đút đút rồi thôi, rồi người này kiếp sau ngu lắm. Ông Bằng Đạt á, có hai anh em đi tu vào thời Đức Phật á, tu không được gì chân trốn về. Đức Phật hỏi sao trốn về, là con không nhớ nổi bốn câu kệ nữa, ông anh không cho tu nó đuổi về. Đức Phật là thôi quầy vô, Đức Phật dạy cho một câu thôi, rồi quét rác thôi. Vậy mà ông quét rác nhớ hai chữ đó, mà cuối cùng đắc quả là hán bằng thiền định trong cái câu quét rác đó, bằng thiền của đề mục. Như vậy thì người ta mới hỏi tại sao mà kiếp trước ổng có tu nên kiếp này mới đắc la hán được, mà thật sanh ra lại ngu dữ vậy. Thì Đức Phật mới dạy rằng đừng có coi thường này nha, kiếp trước ổng pháp sư đi giảng dữ lắm á, hỏi pháp sư sao kiếp này sanh ra ngu dữ vậy. Ổng có hai học trò, ở trong cái làng đó có ba ông tu sĩ à, ông pháp sư với hai học trò. Ổng có mấy cuốn sách á, gọi là bí kíp á, cất tủ hết không cho học trò coi, sợ nó coi nó hơn mình. Nó trẻ mà nó coi nó nhớ, mình già quên trước quên sau, nó coi nó hơn mình, rồi người ta đâu có tôn trọng mình nữa. Nên cất, ngài dạy cho học trò vài chữ cho vui thôi, gọi là xẻng pháp á, kiếp sau không sanh ra ngu dễ sợ luôn. Không nhớ gì hết á. Nên quý vị có đừng có giấu, thấy này là gọi là bí kíp đừng giấu. Cuốn sách này hay lắm nha, Lá Thơ Tịnh Độ nè, hay lắm, coi rồi cho người khác mượn. Coi rồi cho người khác mượn chứ hay quá, đóng tủ cất đó rồi kiếp sau mình chắc cũng thua ông bà Đặt một chút anh em. Nên quý vị Phật tử mới thấy cái đầu tiên là cái tài thí, cái thứ hai là pháp thí, cái thứ ba là vô ý thí. Đây là hạnh Quán Thâm Bồ Tát, đây là hạnh vô ý. Nếu quý vị làm cái hạnh vô ý này, quý vị cũng trở thành Quán Thâm Bồ Tát trong tương lai đấy. Vô ý, vô là không, ý là sợ, có nghĩa là bố thí cái không sợ cho người khác. Ở trên đời người này ta sợ đủ thứ hết, sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ không thành công, sợ thất bại, sợ nghèo, sợ đủ thứ hết, lo lắng. Có nhiều người không dám đi khám bệnh, sợ là lòi ra bệnh. Nên có cái người này nè, họ bệnh ung thư giai đoạn 2 rồi, cái họ nằm ở nhà họ sợ chết dữ lắm. Mình mới lại nói ôi cái bệnh này nhầm gì đâu, cái ông kia bệnh ung thư này, ung thư gan hả, tôi thấy bữa trước ông kia ông uống chỉ có thù lù nè, chó đẻ nè, với mà tay đâu đủ dưới gai thôi, có bốn thứ à, mà ông uống hết bệnh, uống hoài có 6 tháng sau ông hết bệnh rồi. Bệnh này nhầm gì đâu, uống đi. Mình nói vậy là có ông kia hết rồi á, là tại vì ông kia ông ăn chay, ông đi đạo tràng tăng công đức nữa nên ông hết bệnh nhanh vậy. Ông này nghe thích quá, thôi đạo tràng chùa nào vậy, dẫn đi quy y coi, về uống thuốc. Ta an tâm, mà an tâm cái tự nhiên ta có cái lòng tin, cái ta dịch lên sức khỏe mà ta hết bệnh thật đấy. Như vậy thì từ cái ta sợ chết, ta sợ sệt, mà mình giúp người ta, mình nói vài câu thôi làm cho ta an tâm, bố thí cái không sợ cho người khác.
Còn bây giờ gặp cái người nói chuyện vô duyên nè, cái ta đang bệnh, ta đang bệnh, ta mới có đi khám cái là ra cái bệnh ung thư gan giai đoạn 2, lại thăm người ta, trời ơi cái bệnh này nguy hiểm lắm, cái sống trên tôi thấy ông kêu bệnh y chang anh á, mới khám bệnh vậy nửa tháng chết tươi. Kêu nói vô duyên, làm cho người ta sợ, bệnh chưa chết người ta chết trước rồi. Có cô kia là quý vị không bệnh gì hết, đi khám bị bệnh viêm gan CVB á, cổ về cổ nói cổ bệnh sida, nửa tháng sau chết, nhồi máu cơ tim chết, có nghĩa là sợ quá, luôn luôn lúc nào nơm nớm, ngủ không ngủ được, ăn không ăn được, rồi cuối cùng nhồi máu cơ tim chết. Bệnh viêm gan có nhầm gì đâu, 90% nhiễm mà. Như vậy thì cái sợ quá làm cho người ta buồn, làm cho người ta khổ, làm cho người ta mau chết. Bây giờ mình bố thí cái không sợ cho người khác, mình nói cho người ta an tâm, mình đem pháp Phật đến. Có những người người ta sợ dữ lắm, ta bệnh ta sợ, mà ta nghe bài pháp rồi ta hết sợ. Ta biết thân thể này là sanh lão bệnh tử là một quy luật bình thường, không có gì sợ chứ. Sợ nhất là không có tu thôi, chứ không phải sợ nhất là chết. Có tu chết về Tây Phương Cực Lạc, không tu chết đọa địa ngục, sợ cái đó thôi, chứ không phải là sợ chết. Sợ chết có khi nào không hết chết không? Không không, không hết chết thì sợ làm chi? Mắc gì phải sợ nó? Chết là chuyện bình thường, phải không? Bữa nay sống, ngày mai chết không sao. Nhưng mà bữa nay sống, trăm năm sau chết có sao? Tại không có tu nên có sao? Chết cái xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, lúc đó có sao? Còn mình tu ngày à, niệm Phật 1 tiếng đến 7 tiếng, tâm không tán loạn, Phật trước về cõi Cực Lạc, vậy chết không sao, mai chết cũng vui, cười cái chết làm sao hết. Thấy không? Về Cực Lạc mà, sang vàng chính phẩm, còn cái gì hơn nữa? Như vậy gọi là cái vô ý thí đó, quý vị. Còn cái thứ hai nữa là cúng dường. Cái thứ hai nữa cúng dường, hồi nãy mình nói bố thí phải không? Bây giờ nói cúng dường. Cái này là cúng dường tam bảo. Cúng dường tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Cúng dường là mình cung dưỡng. Như vậy thì khi mà Đức Phật và các vị Tăng còn ở trên thế gian này, cung dưỡng là mình lo tứ sự, ăn uống mặc nghỉ, mình cúng dường bốn cái đó. Bây giờ có thể người ta quy ra tiền. Nhưng mà Đức Phật bây giờ không còn trên thế gian nữa, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, mình cúng dường bằng cách nào? Vậy thì Đức Phật còn cái gì ở thế gian này? Đức Phật phải còn lại hình tượng không? Vậy thì mình cúng dường tượng Phật, sửa tượng Phật, sơn tượng Phật, gọi là cúng dường Phật bảo. Tại vì tam bảo có ba cái tam bảo là đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Đồng thể tam bảo là ai cũng có Phật tánh hết, đồng nhau. Đức Phật nói pháp giới chúng sanh ai giai hữu Phật tánh, đi đồng nhau. Nhưng mà xuất thế gian tam bảo thì khác nhau nha. Ví dụ như một người từ cái cõi trần này họ tu cái đắc về Tây Phương Cực Lạc, từ cõi trần này tu đắc La Hán là họ từ thế gian qua xuất thế gian, đó gọi là tam bảo. Còn mình bây giờ còn cái thế gian này gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo là hình bóng của những người tu sĩ là tăng. Cái thứ hai nữa là kinh sách là pháp. Cái thứ ba nữa là chùa và tượng Phật, chuông mỏ pháp khí, tất cả các cái đó dính tới chùa thì gọi là tam bảo, gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy thì mình cúng dường tam bảo, cúng dường trước hết là cúng dường Phật bảo, là cái tượng Phật. Mà không lẽ tượng Phật đem để ngoài trời có làm sao được, phải không? Vậy thì phải tượng Phật để nơi nào đó tôn nghiêm. Vậy cách nhất là để lại tôn nghiêm, phải để lên trên bàn thờ không? Như vậy thì phải xây cái tam cấp, thì cúng dường tiếp cái tam cấp. Không lẽ cái tam cấp để tượng Phật đó như vậy để ngoài trời cũng đâu được. Vậy phải cất cái nhà lên, mà cái nhà mà thờ Phật gọi là chùa, phải không? Vậy thì xây chùa, có bàn thờ, có tượng Phật, chung vậy là cúng dường Phật bảo. Tại mái là che Phật, mà Đức Phật, cái che Phật, cái Phật ngồi chung hết, đó gọi là cúng dường Phật bảo, phải không? Rồi bây giờ mình cúng dường Pháp bảo. Không lẽ chùa đây không có làm gì hết trơn, chùa để mình xây ra rồi để chơi à, không làm hết. Như vậy chùa xong rồi cái mình cúng kinh cho người ta tụng kinh chứ, chiều chiều người ta tụng kinh chứ. Mà tụng kinh rồi sao thấy tụng kinh rồi mày đụng tới cái là bồ đề gai nổi lên cục cục. Như vậy thấy tụng kinh hoài cũng vậy à, tại người ta không hiểu lý kinh. Thôi giờ phải mời giảng sư về về giảng cho ta hiểu, người ta tu chứ, phải không? Mời giảng sư về giảng là cúng dường pháp bảo, phải không? Mà giảng sư về giảng không ai ngồi nghe, chứ có mình giảng sư giảng ai giờ. Vậy mình phải quy động, mời người này mời người kia về thành lập cái đạo tràng, thấy chưa?
phải cúng gạo. Mà gạo xong rồi tắm, lấy xà bông đâu tắm, cúng xà bông luôn, phải không? Thức dậy phải đánh răng, cúng kem đánh răng luôn, phải không? Đi tắm phải có khăn lau, cúng khăn lau luôn. Không lẽ chùa mặc cái bộ đồ rách hoài, cúng y luôn. Như vậy thì cúng cái gì để phục vụ cho quý thầy quý cô, gọi là cúng dường tăng, phải không? Vậy thì rằm tháng 7 mình dâng y rồi đó, tất cả các đó gọi là cúng dường tăng. Như vậy thì trong cái cúng dường tăng này có cái thứ hai, nó sanh ra cái thứ hai nữa, gọi là cúng trai phân tăng và cúng trai phạn. Vậy thì hồi xưa khác, hồi xưa cúng trai tăng là mình cúng bữa cơm cho quý thầy ăn, nhưng mà bốn vị tỳ kheo trở lên thì được một chúng thì gọi là cúng dường trai tăng. Mà mình cúng hai ba vị, hai vị một vị gọi là cúng dường trai phạn, không thể gọi là tăng được, tại dưới bốn vị không gọi là một chúng tăng. Nhưng mà bây giờ không phải gọi vậy nữa, bây giờ khác rồi. Bây giờ cúng dường trai tăng có nghĩa là cúng dường có bao thơ thì trai tăng, mà cúng dường cơm không, không có bao thơ, không có đồ đạc tứ sự thì cúng dường trai phạn. Bây giờ đổi cái nghĩa đó lại, người ta hiểu là cách khác. Đó, vậy là cúng dường có cái vuông vuông kèm theo, rồi có bao thơ kèm theo, gọi là cúng trai tăng. Còn không có gì gọi là cúng trai phạn, khác với ý nghĩa hồi xưa. Nhưng mà mình hiểu là được. Như vậy thì đại loại tất cả gì để phục vụ cho đời sống đó, thì cúng dường tay tăng, trai phạn thì phước báo nhiều lắm quý vị. Chẳng những phước báo cho mình mà mình còn hồi hướng lại được cho những cái người mà xung quanh mình nữa. Ví dụ như vua Ba Tư Nặc thì ngài mới được cái túp quỷ á, nằm bao thấy túp quỷ, nói là tôi dòng họ ông, tôi giờ tôi đói quá, bây giờ làm cách nào tôi hết đói. Em mới lên bạch Phật, bạch là thôi cúng dường trai tăng đi, bữa sau tổ chức cúng dường trai tăng. Bữa sau thấy vô ở trần ở chuồng là tôi hết đói rồi, là mà tôi không có đồ mặc, tôi lạnh quá. Cái bạch với Phật, Đức Phật là thôi cúng dường y đi, dân y đi, dân y chưa tăng cái bữa sau mặc đồ ngon lành hết đói luôn. Vô từ giả vua đi, vua hỏi đi đâu vậy, là tôi đi tái sanh này, tôi vãng sanh này. Tại vì giờ á quỷ á thì phải lạnh lẽo và đói khát, mà mỗi khi đó hết đói khát, hết lạnh lẽo không phải quỷ nữa, đúng không? Thì không phải quỷ, phải sanh qua cõi khác thôi, là cõi an vui hơn, đúng không? Bản chất của quỷ là phải đói khát, phải lạnh lẽo, mà mình nhờ cúng dường trai tăng trai phạn, mình hồi hướng cho người đó, họ hết đói khát, hết lạnh là không phải quỷ. Mà không phải quỷ thì tùy vào phước báo đó mà sanh lên cõi trời hoặc là cõi người, tùy vào mà mình cúng nhiều ít tâm lượng mình như thế nào thì lại sanh ra được. Quý vị hiểu cái điều này ha. Như vậy thì mình có ông bà cũ quyền thất tổ mình bị đọa vào các cảnh giới đó, mình cúng dường trai tăng, cúng dường trai phạn, cúng dường chùa, mình hồi hướng những cái phước báo đó lại cho những người đó, thì người đó được nhận lấy bằng một phần sáu. Có 6 phần, những người đó lấy 1 phần 6. Và cái người mình trích tiền ra, mình hưởng cái phần nhiều hơn. Quý vị, cái đó là trong kinh Địa Tạng nói điều đó. Như vậy thì chúng ta thấy là mình cúng dường Tam Bảo thì phước báo nó rất là lớn. Nhưng mà mình lấy của Tam Bảo thì tội nó cũng rất là sâu á. Ví dụ như tại sao cái tấp quỷ của vua Ba Tư Nặc là dòng họ đó, hồi Đức Phật Tỳ Bà Thi á, thì vua mới mời vào ở trong cung để mà cúng dường, thì 500 đầu bếp đi vào trong cung nấu ăn, thấy mấy đứa nhỏ con mình á chạy vào bóc một cục cho, bóc một cục cho, bóc một cục cho. Phật chưa ăn, tăng chưa ăn, bóc trước, kiếp đó chết đọa làm quỷ đói lấy của Tam Bảo ăn. Cái đó đáng lẽ cúng dường Tam Bảo đó, nên lại chùa thấy tượng nào đẹp đẹp đừng đem về nhà, kiếp sau công làm quỷ hoặc đọa địa ngục lắm. Tại vì lấy của Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo phước thì lớn, nhưng mà lấy của Tam Bảo thì tội nó cũng ngang nhau, phước với tội nó đối lập với nhau. Nên chùa ngoài Vũng Tàu á, có cô kia đi ra ngoài dẫn phái đoàn đi, tối ông thầy cho ngủ trong chùa, cái tượng ta đồng đen trên trước chánh điện á, tượng cỡ chừng 2 gan, tối lấy của ông thầy khóc sướt mướt luôn. Tượng mấy trăm năm rồi, quý cỡ đó đó, tối đoàn Phật tử lấy của người ta. Như vậy thì là tu không được cái gì, mà kiếp sau chắc chắn là đọa địa ngục, nếu mà có phước chút đỉnh ít nhất là cũng đọa làm quỷ đói. Như vậy thì quý vị, hoặc là súc sanh thấy nó khổ không, cái tượng có nhầm gì đâu mà tượng của chùa nữa ăn cắp, nên đồ của Tam Bảo đừng có rớ tới gì hết trơn á, của thập phương rớ cái phải đền thập phương à, nếu làm chó thì cũng phải ngàn kiếp chó, bao nhiêu người cúng vô chùa đó thì đầu thai bao nhiêu con chó để trả lại đó. Tại vì đó là của thập phương mà,
Nên mình thiếu nợ người mà trả được cho người, thiếu nợ thập phương phải trả thập phương. Nên khi mà mình cúng dường cho thập phương bá tánh để tôn tạo chùa này thì phước nó lớn vậy. Mà khi lấy thì tội lỗi nó cũng ngang nhau. Như vậy thì chúng ta khái niệm về cái phước báo của sự cúng dường và bố thí. Chúng ta kể một hai câu chuyện để chúng ta kết thúc cái khái niệm về cúng dường và bố thí như thế nào. Nếu mà nói hết thì nói rất là nhiều buổi, nhưng mà chúng ta nói một hai câu chuyện coi, mình coi là cái phước báo nó đem đến như thế nào khi cúng dường ha. Cái vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi thì ngài nhập diệt rồi, thì trên cái gương mặt của ngài mới lủng lỗ. Thì có cái chàng trai đó làm cái thợ là thợ bạc, lại thấy xót quá mà không có vàng để lắp lên. Thì có cô gái đó là đại tiểu thơ đi chùa, đi lại đó lại cái chàng trai này mới nói là Đức Phật bị lủng lỗ trên mặt tượng á, thôi giờ cô phát tâm đi, cô nên thôi giờ tôi lột cái chiếc bông nè, tôi phát tâm giờ anh ra công. Hai người mới làm lại khuôn mặt Đức Phật rất là đẹp. Như vậy là đầu thai mấy trăm kiếp trên cõi trời, mà đầu thai mấy trăm kiếp xuống thế gian, da dẻ sáng vàng ròng mà con của nhà đại gia không, giàu có nhất dùng, do cái phước báo bao nhiêu đó. Hai người, và hai người đời đời làm vợ chồng, kiếp vào thời của Đức Phật sanh ra là cái vị đó gọi là Mahakassapa, tức là Đại Ca Diếp này. Rồi vợ của ngài cũng sanh ra nữa, kiếp này cũng là vợ luôn, và kiếp này gặp Đức Phật và ngài tu đắc quả A La Hán, vợ mới đi tìm chồng, rồi gặp Phật đi xuất gia luôn, cũng tu đắc quả A La Hán luôn. Nhờ công đức mà mình cúng dường một cái miếng vàng đó cho Phật. Như vậy thì cúng dường tam bảo là nhân để đắc quả thánh, và là nhân để giàu sang nhất. Như vậy thì mình cúng dường nó được hai cái lợi ích. Cái thứ nhất á, là mình sanh trong ở trong cái thế gian này, cúng dường tam bảo là sanh trong cái thế gian này thì chúng ta sẽ sanh ra nhà quyền quý, sanh ra giàu sang, và tâm của chúng ta là được an ổn nếu chúng dường với cái tâm thanh tịnh. Và đó là nhân để cho chúng ta đắc quả sau này. Tất cả trong kinh mà Phật thọ ký, Phật đều nói vị này kiếp sau bao nhiêu đời thành Phật vì lý do cúng dường cho bao nhiêu vị Phật La Hán Bồ Tát. Quý vị là kinh Pháp Hoa có không? Câu nào thọ ký Đức Phật cũng nói nhân vị này cúng dường cho vị Phật nào thì được quả thành Phật này như thế nào. Câu nào cũng nói điều đó hết. Như vậy thì muốn thành Phật, mình muốn để đắc quả giải thoát, bắt buộc trước hết chúng ta phải cúng dường. Quý vị, như vậy thì cái khái niệm đó là khái niệm về cúng dường.